There's a beautiful day headed your way. Keep your head up. Hello, xin chào các chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ mở bộ 3D Boyzone Plan là trong 3D về máy bay á. Thôi bây giờ mình cùng mở ra thôi nha. Có 41 gì? 41, 71, 71 mí. Chúng ta dán kia. Mình cứ nhìn theo hình này để mình rap. Này mình rap không? Không. Nhưng mình rap mình rắn vậy. Cái này không có hướng dẫn nên là hai chị em mình sẽ rap theo cái hình này nha. Để sao đi nhỉ? Nào, em rap được cây nhỉ? Nhỏ. Rồi, bây giờ mình đang ra cái tranh 2D. Còn mốt mình sẽ ráp tranh 3D nha. Đây là 3D, còn đây là 2D. Mình ráp cái này nè. Giỏi quá, em ráp có cái phần này à. Chỉ sao nè. Đẹp. Yeah! Thôi làm sao đi. Mình sẽ coi thêm cái sao. Tụi các bạn ơi, mình đã xong cái hình 2D rồi. Các bạn có thấy hình giống mình nổi không? Tuy tuy là nó hơi nổi. Đây không có lấy. Yeah. Cái này hồi nãy chị đâu dùng để ngồi. Các bạn ơi, đây là cái 2D nè. Mặc dù mình không thích cái 3D, tại vì cái này đẹp hơn, nó có một bức tranh rất là đẹp nên mình đã dán vô luôn rồi. Đây, ở đây còn 12 miếng thôi nhưng mà mình chỉ và bây giờ mình bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha. Tại vì chị bảo mình đã đi học rồi.